Mời tất cả các anh em quay trở lại với set 3 giữa kèo 4-4 bên vua phổi thạch đen, tiến đen, chắc sầu riêng và chiền hai là ông hồng cơ bắp 35kg. Đụng độ với bộ 4 cũng rất khó chịu các bạn, và cũng rất nổi tiếng trong làng bóng chuyền độ là Trí Mexico, Học Vĩnh Long, Phương Chiền Hai và Phú Libero. Ta sẽ đổi sân nhà ok. Đi bắt nào đi. Thì bắt thăm em ơi, chào mẹ phát. Quá căng thẳng, hàng sáu quá đông các bạn ơi. Đây anh chủ sân các bạn. Anh Sang. Bây giờ các bạn cho biết chờ đợi với là tôi quay một vòng khán giả cho các bạn xem nha. Có, ba con ơi. Đi vậy hả? Không, không. Không, không. Học xà bóng không qua lưới. Điểm cho Thạch Đen 1-0. Một không. Quả tốt, một pha trắng bóng rất hay. Học đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thạch Đen. Hai không cho bên vua phổi Thạch Đen. 2-0. Một pha bắt bài trắng bóng tốt của Thạch Đen. Và tiếp theo là pha đánh bóng ra ngoài của Học Vĩnh Long. Một pha phá trắng quá dũng mãnh của Trí Mexico. Điểm 1-2. Một pha bắt bắt một hỏng của Tiến Đen tạo cơ hội cho Trí Mexico xử lý một pha bóng rất tốt. Điểm 2-2. Học là cao thủ của đội tuyển Việt Nam mới đi SEA Games về các bạn. Là vừa tập những lúc Tiến Đen. Một pha trắng bóng tốt của Trí Mexico. Điểm 3-2 cho Học Vĩnh Long. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Học Vĩnh Long bạn. Một pha phát bóng rất tốt. 4-2. Điểm 4-2. Một pha bỏ bóng trên trắng của Thạch Đen mà. Một sự quan sát và xử lý bóng rất chuẩn nét của vua phổi.
bây giờ sân bóng này là ấp điểm 3-4. Ngã ba này trên nhỏ Phước Bình, quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai, và khoảng 1 km đi mạng Đồng Nai chúng ta nha. Hiện tại bây giờ có khoảng 18-2 tỷ đồng các bạn đang sát kẹp cho ban quản. Một pha đánh bóng ra ngoài của Trí Mexico, điểm 4 đều. Bóng bóng rồi, logo chạy lộn vào các bạn, lưới không lưới các bạn. Ông đang nhìn này kìa. Ông theo tao mà. Ông theo tao mà. Ông nhìn đốm đen này á. 4 đều. 4 đều. Học. Học đánh bóng ra ngoài bạn. Học đánh bóng ra ngoài nha các bạn. Điểm cho Thạch Đen. 5-4. 5-4. Trận đấu quá hấp dẫn quá kìa, cảnh giới sách chung chết này các bạn. Quá thông minh, tiếng đen quá thông minh các bạn. Điểm 6-4. Quá thông minh cho tiếng đen các bạn ạ, xử lý quá khôn. 6-4. Một pha ghi điểm rất quan trọng của Học Vĩnh Long bạn. Điểm 5-6. Một pha bỏ bơm thẳng xuống sân của Học Vĩnh Long. 5-6. Đây là cái trái không? Đây là cái trái không? Ủa rồi, đi đi. Các bạn khoan ra bỏ hỏi đây làm gì nào cái vợ, cái khoảng 2022. Khai mạc World Cup Qatar, đám cưới tại Qatar luôn nha. Học xà bóng không qua lưới. Điểm 7-5. Hiện tại bây giờ đã làm sinh năm 1972, dâm tí con chuột công. Tối ngày đi ăn đồ, chứ trống không à. 7-5. Bây giờ tổ chức cái tại Qua Ta mới nè. Chắc sầu riêng phát hỏng không à. Chắc sầu riêng sạc bóng không qua lưới. Điểm 6-7. Lâm rất muốn có chuyện nhân vua đầu dò các bạn, nhưng mà giờ chắc tiệt chủng quá. Một pha bóng phát bóng cực tốt của Học Vĩnh Long bạn. Sẻ dưa. Một pha sẻ dưa của Học Vĩnh Long. Ghi điểm số 7 đều. Quá căng thẳng. Quá hấp dẫn. Học sạc bóng không qua lưới. Điểm 8-7 cho vua phổ Thạch Đen, hai đội đổi sân các bạn. Đây. Em đang giỡn em bạn em. Thạch Đen. Ông vua hơi đen, chắc thôi đi. Ông có bắt 35 kg, quê Quảng Bình, Trọng Hưng nha. Và ông Tiến Đen quê Vĩnh Long, cầu thủ trẻ đang lên. Ở bên kia ông Chí Mexico, bánh bia Sóc Trăng. Phú Libero Sóc Trăng. Học là của Vĩnh Long. Nhìn hai là cơn của MC Mexico. Bình Dương, xin lỗi các bạn. MC 8-7. 8-7.
Quả tốt, một pha thủ bóng của Hồng Cá Bắp. Tiến cũng kết thúc một pha bóng rất tốt, điểm 9-7 cho team của Thạch Đen. Tiến Mỹ Cô vừa đánh trúng tay Tiến và Hồng Cá Bắp đã lấy được cái bàn. Và Tiến này kết thúc lấy điểm bàn. 9-7. Đúng rồi. Tiến Đen trắng bóng tốt các bạn. Điểm. Mười bảy. Mười bảy. Học kết thúc bóng tốt bạn. Quá lạnh lùng. Điểm 8-10. Thật sự là cặp đấu đôi công giữa Tiến Đen và Tiến Sinh Con. Như nãy một Tiến Sinh Con. Nhưng các bạn biết là bóng chưa lăn, chưa biết ở bên nào là bên nào các bạn. 8-0. Một pha ghi điểm đánh bóng tốt của Thạch Đen. Điểm 11-8. Không sai khi mọi người đặt cho Thạch Đen là vua phổi bạn. Học đánh bóng tốt. Điểm 9-11. Một pha sạc bóng ra ngoài của Học Vĩnh Long. Điểm 12-9 cho Thạch Đen. Quá tốt cho Hồng Cơ Bắp. Nhưng rất đáng tiếc một pha nhường nhau của Chắc Sầu Riêng và Tiến Đen mà. Không hiểu ý nhau, quá đáng tiếc. Điểm 10-12. Ông vua Thạch Đen vừa tự sát các bạn ơi, một pha đỡ một hỏng của Thạch Đen. Điểm 11-12. Điểm 11-12. Học sạc bóng ra ngoài. Điểm 13-11. Chắc sạc bóng ra ngoài. Điểm 12-13. Một pha bắt một hỏng các bạn. Một pha trắng bóng tốt. Điểm 13 điều. Quá căng thẳng set 3 set chung kết giữa bộ 4 Học Vĩnh Long, Chí Mexico, Khương Triền 2 và Phú Libero đối đầu với Thạch Đen, Tiến Đen, Chắc Sầu Riêng và Hồng Cơ Bắp. Điểm 13 điều. Thạch Đen
đen kết thúc tốt các bạn ơi, điểm 14-13. Đúng là vua phổi thạch đen. Mười bốn mười ba. Điểm 14-13. Chưa biết gì xảy ra các bạn mình sao tới được. Quá kịch tính quá các bạn. Chưa biết chuyện gì sẽ đến. Quá tốt, ông vua phổi thạch đen đã hạ sát bộ 4 Trí Mexico, Học Vĩnh Long, Khương Truyền 2 và Phú Libero bằng một pha bỏ nhỏ. Điểm 15-13 bên thạch đen thắng. Anh em xem video nhớ like, share và đăng ký kênh của Bóng Chuyền Từ Thiện nha các bạn, để không bỏ lỡ những clip hấp dẫn của Bóng Chuyền Độ.